Hello, hello Thảo, can you hear me? Hello, cô. Hello, how are you today? I'm good today. Have you had dinner yet? Not yet. Not yet. Okay. Rồi, bữa trước Thảo còn nhớ là mình học tới unit mấy nào không ta? Do you No. remember? In the previous class, we have to study Unit 34. Bữa trước mình học tới 34 ha. Chủ đề của mình là Oliver go to hospital. Oliver là tên một nhân vật trong cái bài của mình và cái bạn này đi đến bệnh viện. Nên chủ đề của mình là Oliver go to the hospital. Và bữa trước mình đã dừng lại đến adverbs, cái phần ngữ pháp về adverb rồi ha. Quickly nè, extremely nè, very nè. Đó là những cái adverb và chức năng của adverb. Do you remember how many function? Con còn nhớ là adverb có bao nhiêu cái function, bao nhiêu cái chức năng? How many Remember. function? Can you see the screen? Trên màn hình đó Thảo. How many function can you see? 1, 2, 3 or 4? Four. Four, đúng rồi. Đó là những cái function nào ta? Adverb are words that modify. Modify là bổ ngữ ha. Bổ ngữ cho động từ. Trạng từ bổ ngữ cho động từ nè. Adverb are words that modify other adverb, bổ ngữ cho những trạng từ khác. Modify adjective, bổ ngữ cho tính từ. Và verb that give information about time and place. Những cái trạng từ đưa những cái thông tin về thời gian và nơi chốn. Đó là four functions of adverb. The next exercise, cái bài tập tiếp theo ha. The next exercise, I would like to make you listen to the story and then draw line under the differences. Cô sẽ mở một câu chuyện và sau đó Thảo sẽ nghe cho cô. Và sau khi nghe câu chuyện đó xong thì con sẽ nghe hai lần ha. Listen to the story on the audio try. The first time, lần đầu tiên. You underline the differences between the two stories. And the second time, you write a different word in your notebook. Lần đầu tiên mình nghe thì mình sẽ gạch dưới cho cô những cái sự khác nhau. Những cái sự khác nhau giữa những cái từ trong xuất hiện trong câu chuyện, và lần thứ hai thì mình sẽ viết những cái từ khác nhau đó ra cái cuốn tập của mình ha. Đối với bài này thì mình sẽ trực tiếp bước vào cái bước thứ hai luôn cho cô, là không cần phải gạch chéo gì hết, trực tiếp viết ra những cái từ khác nhau mà con nghe được trong hai cái lần nghe câu chuyện đó cho cô. Rồi bây giờ mình thử nha, cô sẽ mở câu chuyện lên trước nha. 34B. John stays in hospital. Listen to the story. Draw lines under the differences. Last February, it snowed a lot. One Sunday, when John and a group of friends were skiing on a hill near their homes, John suddenly fell and broke his leg. It hurt a lot. His friends were really worried, and one of them ran quickly to tell John's grandparents. An ambulance soon arrived to take John to hospital. Poor John had to stay in hospital. The doctors and the other children there were friendly and kind, so at first John didn't mind. He didn't have to go to school or do lots of homework and exams like his friends did. He just read comics, played chess and other games on his phone, and watched his favourite football team scoring lots of goals on TV. But when the spring holidays started, John began to feel really bored and a little unhappy. But then May Dawes, a member of John's favourite football team, came into his hospital room.
She was carrying a box of candy and a bag that was full of exciting presents. And she wasn't alone. John's cousins followed May into the room. John began to feel much happier and very excited. He was really surprised when his head teacher arrived too. He also brought John a wonderful present, some history homework. "Make sure you do it all before you come back to school, John," he laughed. Ok, rồi Thảo có nắm được cái nội dung chính của cái câu chuyện chưa con? Can you catch up with the main ideas of the story? Thảo ơi, can you hear me? Thảo ơi. 34. Draw lines under the differences. Friends were sitting on a hill near their homes. Yeah. Sau lần đầu tiên nghe, con đã nắm được cái ý chính của câu chuyện chưa? Sau lần đầu tiên nghe con nắm được cái ý chính của câu chuyện chưa? What is the story about? Câu chuyện nói về điều gì? What is the story about? Give me the main idea of the story. Cho cô cái nội dung chính của cái câu chuyện nè. Do you want to listen again? Ok, listen again và cho cô cái ý chính của câu chuyện là gì ha. Bởi vì nghe xong ý chính thì mình sẽ so sánh được cái sự khác nhau của câu chuyện được. Ok, now listen again. B. John stays in hospital. Listen to the story. Draw lines under the differences. Last February, it snowed a lot. One Sunday, when John and a group of friends were skiing on a hill near their homes, John suddenly fell and broke his leg. It hurt a lot. His friends were really worried. Rồi, tới đây trước đi. Mình nghe nhiều quá mình sẽ bị thiếu thông tin. Tới đây trước ha. Từ đầu đến đây thì con cho cô cái main idea của cái nội dung câu chuyện đi. Là John đi chơi skiing. Ừ. John đi chơi skiing là sao nữa? Con nghe được thời gian không? Thời gian là khi nào? Hình như last Sunday gì á. Listen again and tell me the time. Là nghe lần nữa và cho cô cái thời gian nha. Draw line. Last February. Last gì con? February. Last February, đúng rồi. John và bạn của anh ấy đi skiing ha. Rồi what happened next? Friends were skiing on a hill near their homes. John suddenly fell and broke his leg. It hurt a lot. Anh ấy bị thương ở đâu Thảo? Ở bộ phận nào con? Leg, đúng rồi. His friends were really worried, and one of them ran quickly to tell John's grandparents. An ambulance soon arrived. Rồi, chuyện gì xảy ra khi mà sau khi bạn John broke his leg, what happened next? Một người bạn thì sao? Một người bạn, a friend. Listen again and tell me.
Nghe lần nữa cho cô là người bạn của anh ấy làm gì hay sau khi mà thấy anh ấy bị broke his leg. Tell John's grandparents. Clee ran quickly to tell John's grandparents. Bạn của anh ấy sao con? Ran quickly to tell John's grandparents. Đúng rồi, chạy báo tin cho grandparents của John ha. Rồi, what happened next? An ambulance soon arrived to take John to hospital. Poor John. Now, what happened next? Thông tin tiếp theo là gì? Sau khi báo cho grandparent của John thì chuyện gì xảy ra tiếp tục? Listen again. Nghe lại cho cô nhé. On to hospital. Poor John. An ambulance soon arrived to take John to hospital. Rồi, thả lập lại cái câu con vừa mới nghe đi con. Con có nghe gì đâu cô. Ừ? Con không nghe thấy tiếng gì luôn hả? Nghe ai? À, con nghe được hay là con không nghe được cái câu đó hay là con không nghe được cái gì hết luôn? Con không nghe được gì hết đó cô. Rồi giờ cô mở lại thử xem sao nha. Ran quickly to tell John's grandparents. Rồi Thảo nghe tiếng gì không con? Nghe không. Sao kỳ vậy ta? Chị Thảo thử thoát ra rồi vào lại giúp cô nha. Thoát lớp ra vào lại giúp cô ha. Nhiều khi cái mic á, do cái mic của mình á, thoát ra vào lại giúp cô ha để cho nó kết nối lại cái mic.
Hello, hello Thảo. You are back. Yes. Okay, rồi cô mở lại con xem Thảo nghe được không nha. An ambulance soon arrived to take John to hospital. Được chưa con? Dạ chưa. Tại sao vậy ta? Rồi ok, không sao, để tránh mất thời gian bây giờ cô sẽ chuyển qua một cái bài tập khác. Đây, chỉ có một cái bài tập reading cho cô ha. Read and write the missing word. Write one word on each line. Trong bài này thì mình sẽ đọc và mình sẽ điền từ còn thiếu vào. Điền từ còn thiếu vào, và quan trọng là cái khó của bài này là mình không có đáp án để cho mình chọn. Mình phải tự suy nghĩ và tự điền vào. Let's look at the example. Nhìn cho cô cái ví dụ nha. I didn't have to go to school again today because I'm still here in the hospital. But I have made loss. Cái từ số 1 thì dễ với mình, bởi mình rất là thường dùng từ này. Loss thì nó đi với từ gì Thảo? Thoát cô. Loss đi với từ gì con? Sao loss là mình dùng từ gì nhiều á? Nhiều thì mình sẽ dùng loss gì? Từ gì đi sai chữ loss có nghĩa là nhiều. Tôi có nhiều bạn. Tôi có nhiều bạn thì ngoài chữ many ra thì còn có từ lot. Lot đi theo nó là chữ gì, tạo ra được là chữ nhiều. Sao? Of. Of, đúng rồi, giỏi. Câu số 2. At about a half, một nửa, một nửa. Ở phía sau mình có từ for, Thảo sẽ đi một từ gì? A half, chấm chấm, for, liên quan đến time á Thảo. Time thì mình có hai từ đúng không con? Một cái là giờ hơn, một cái là giờ kém. Giờ kém là mình dùng từ gì và giờ hơn mình dùng từ gì? Do you remember? Thảo còn nhớ không? Hai cái từ trong giờ kém và giờ hơn. Ví dụ cô muốn nói là 12 giờ kém 5, 12 giờ kém 5 thì cô sẽ nói như thế nào? What a two five. 12 giờ kém 5 nha. Kém 5 phút á. 5 to 12. Đúng rồi, 5 to 12, 2 là đối với giờ kém, còn giờ hơn mà dùng từ gì con? Giờ hơn mình dùng từ gì hả? Two là giờ kém, vậy giờ hơn mình dùng past. Từ past, đúng rồi. Vậy theo con ở đây mình dùng two hay là past? Half two hay là half past four? Half past. Đúng rồi, half past four ha. Half là 30, 30 thì mình vẫn nằm trong phạm vi của giờ hơn ha, nên dùng past. Giỏi. Câu số 3. The nicest nurse came into my room. Turn on the TV. Turn on là gì hả? Bật. Đúng rồi, trái nghĩa với nó là turn off, đúng rồi, tắt ha. Number 4, dinner was okay too. We cái gì đó, Miss Bond. We eat. It hay là ate? Quá khứ hay là hiện tại? Ate. Very good. Number 5. I play chấm chấm on evening. I play game on evening. Are you sure? I play game cũng được ha, nhưng mà quan trọng là ở đây là new soccer.
thì cô nghĩ là sport sẽ phù hợp hơn. Sport là môn thể thao ha. Hoặc là mình không thích dùng sport thì mình sẽ dùng một từ thay thế nó là it. I play it on evening. Very good. Sport cũng được, it cũng được, hoặc là that cũng được ha. Rồi, listen and write. Bây giờ cô thử lấy cho tôi một cái bài tập nghe. Bây giờ cô thử mở lên coi Thảo có nghe được cái phần nghe này không nha. 34D. John stays in hospital. Do you hear the sounds? Có nghe được cái âm thanh không ta? Do you hear the sounds? No. No, okay. Rồi vậy thì cô sẽ chuyển sang một cái bài tập khác, không phải là listening. Đây, một cái bài tập reading ha. Think of things which go with each verb. Cô có một số những cái verb động từ ha. Nhiệm vụ của Thảo là sẽ nghĩ cho cô một cái từ mà sẽ đi kèm với nó. Cô lấy một từ ra làm ví dụ nha. Rồi, ở đây cô có rất là nhiều động từ. Trong đó cô sẽ lấy một động từ để làm ví dụ. Ví dụ như là chữ collect. Collect thì cô sẽ chọn một từ đi kèm với nó. Đó là chữ stamps. Collect stamps là thu thập stamps, ra được một cái từ có nghĩa. Collect stamps ha. Tương tự những cái động từ khác, Thảo cũng cho cô một cái từ đi kèm với nó nha. Và phải tạo thành một cái cụm từ có nghĩa ha. Ok. I will give you 2 minutes. Cô sẽ cho Thảo 2 phút để ghi đáp án ra trong khung chat cho cô nha. Và chỉ collect cô đã làm rồi. Bây giờ những cái động từ còn lại, cô làm cho cô. Bỏ từ collect ra. Tổng cộng thì mình còn lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14. Còn lại 14 động từ nữa. Còn lại 14 verbs. Tìm cho cô một cái từ đi sau nó để tạo thành một cụm từ có nghĩa ha. Ví dụ như là collect stamp, thu thập stamp. 2 minutes start, 2 phút để ghi đáp án, bắt đầu. Do you know all the meanings of these verbs? Thảo có biết nghĩa hết những cái động từ này chưa con? Có động từ nào mà con vẫn chưa biết nghĩa không nè? Is there any new words? No. No, very good. Vậy thì có thể bắt đầu lại với cô rồi ha. Let's start.
Thảo ơi, how many words do you get? Con được bao nhiêu đáp án rồi? Cô nói lại cô. À, cô nói lại, nãy giờ con chưa nghe hả? Ok, cô nói lại ha. Có nghĩa là trên đây con thấy những cái động từ đúng không? Can you see the verb? Cô làm cho con một ví dụ là chữ collect rồi. Collect thì mình có thể đi chung với lại chữ stand. Cho nên là còn lại có 14 động từ nữa ngoài chữ collect ra. Thảo sẽ tìm giúp cô có những cái động từ này sẽ đi chung với một cái từ khác để tạo thành một cái cụm có nghĩa. Giống như là từ collect stamp vậy đó con, thu thập stamp. Được ha? Do you understand? Đó, cô ví dụ như là collect stamp là thu thập stamp, sưu tầm stamp nè. Là một cụm từ có nghĩa. Bây giờ con kết hợp một từ nào đó với những cái động từ này để ra thành một cái từ có nghĩa cho cô. Đó, đúng rồi đó. Break. Nhưng mà break my heart nha con. Break heart không thì nó chưa đúng ngữ pháp. Đó là break my heart. Draw plans. Đúng rồi đó. Tiếp tục đi. Còn lại 12 động từ nữa. 2 minutes. Sau 2 phút thì cô sẽ check nha. Finish. Thảo ơi, hết tất cả các động từ chưa con? Dạ chưa. Rồi, còn động từ nào nữa ha? Cô thấy chữ plan với repair con không có biết. Plan với repair. Repair có nghĩa là sửa chữa đó con. Sửa chữa một cái gì đó. Repair là sửa chữa ha. Repair a car. Repair a car, đúng rồi. Ra còn động từ gì nữa? Blend. Blend. Blend có nghĩa là trồng đó con. Trồng một cái gì đó, ví dụ như là plant a tree, trồng một cái cây. Plant flowers, trồng hoa. Plant flower hoặc là plant a tree ha. Plant động từ có nghĩa là trồng. Rồi bây giờ cô check nha. Break, break my heart nha. Break my heart có nghĩa là gì Thảo? Thêm cho cô chữ my vào ha. Break my heart, what does it mean? Thảo ơi, break my heart là gì cơ?
Tháo break my heart là tim tan nát. Break my heart là đau lòng ha, vậy mình dịch là đau lòng. Ok, đau lòng. Tiếp theo là grow plant. Grow plant là trồng cây đúng không? Grow plant là trồng những cái thực vật. Plant là thực vật nói chung, còn tree mới là cây. Practice gì vậy Thảo? Practice the piano đúng không? Ở đây con không cần dùng chữ how to đâu, mình chỉ cần dùng là practice the piano là được rồi. Luyện tập piano. Rồi động từ tiếp theo Thảo ghi là feed cho ăn ha, feed the dogs được ha, feed the dog. Turn on the TV, chính xác. Close the windows, catch a ball, chính xác luôn. Look for a watch, tìm một cái đồng hồ. Wash the dishes, rửa chén đĩa. Send a mail, đúng luôn. Climb a tree, leo một cái cây. Sail the dawn, chính xác. Và cuối cùng hồi nãy cô nói là plant a tree, hay trồng một cái cây. Very good. Rồi. Xong cái bài tập này. The next one, bài tập tiếp theo trước khi mình kết thúc lớp ha. Đó là write a short passage to tell about the first time in the hospital using at least three adverbs to describe. Thảo sẽ viết cho cô một cái short passage, một cái đoạn ngắn ha, kể cho cô nghe về cái lần đầu tiên mà con vào bệnh viện. Có thể là vào bệnh viện bởi vì you get a cold, con bị cảm, hay là have a flu, bị sốt, hay là bị thương ở đâu đó. Viết một cái đoạn để kể lại cho cô cái lần đó vào bệnh viện ha. Using a slip three adverbs to describe, sử dụng cho cô ít nhất là 3 trạng từ. Trạng từ có nghĩa là quickly nè, nhanh chóng là slowly nè, very cũng được gọi là trạng từ nha. Very, extremely, pretty, rather, vân vân. Được ha. Rồi. So now I will give you 2 minutes. Cô sẽ cho Thảo 2 phút để Thảo suy nghĩ ý tưởng nha. Rồi. Thảo sẽ kể về cái lần đi bệnh viện của mình. Khi đó con đi bệnh viện vì lý do gì? Có thể là bị cảm, bị sốt gì đó. Và Thảo cho cô biết là con sẽ sử dụng thì gì để viết cái đoạn này Thảo. Con sẽ sử dụng thì gì? Thảo ơi, con sẽ sử dụng thì gì để viết cái đoạn này? Past tense, đúng rồi. Cô sẽ cho Thảo 2 phút để Thảo suy nghĩ ý tưởng nha. 2 phút suy nghĩ ý tưởng ha. Sau đó nếu như con suy nghĩ ra rồi thì con có thể ghi ra khung chat luôn. Còn nếu như sau 2 phút vẫn chưa nghĩ ra thì cô sẽ gợi ý cho con. Rồi, 2 minutes, 2 phút để suy nghĩ lại, nhớ lại cái lần mình đi bệnh viện ha. The first time. Nếu như sau 2 phút vẫn chưa nghĩ ra thì cô sẽ lấy một cái tình huống mà Thảo sẽ viết theo cái tình huống nói cho cô.
Ok, Thảo có nhớ là cái lần đầu tiên mình tới bệnh viện chưa con? Đó là vì lý do gì? Đó là vì lý do gì? Lý do gì mà Thảo phải đi bệnh viện? Vậy ha, cô sẽ đặt ra tình huống và Thảo sẽ viết cho cô theo tình huống đó nha. Được không? Rồi, bây giờ cô đặt ra tình huống nha. Tình huống của cô sẽ là con sẽ bị sốt ha. Sốt thì mình sẽ có từ là have hoặc là get a flu. Chuyển sang quá khứ cho cô ha. A Cái gì flu. cô? Tình huống của cô là con bị sốt. Have a flu hoặc là get a flu. Được ha. Cô có ghi sẵn cái từ vựng Bị trong phương số pháp. không cô? Con bị sốt. Sau đó thì con không có mệt quá nên không có đi nổi nữa. Mệt quá không đi nổi ha. Và một cái chiếc xe cứu thương phải lại nhà để đón Thảo. Xe cứu thương Thảo còn nhớ là mình sẽ dùng từ gì không ta? Ambulance. Đúng rồi, ambulance, xe cứu thương ha. One day Không, I chưa, cô chưa nói xong mà. Tình huống chưa hết mà. Ambulance là xe cứu thương ha. Sau khi tới bệnh viện thì Thảo phải ở trong bệnh viện 3 ngày. 3 days. Ở trong bệnh viện 3 ngày ha. Rồi, sau đó thì Thảo sẽ nhận được những cái sự chăm sóc nhiệt tình từ bác sĩ và y tá. Sau 3 ngày thì Thảo khỏe mạnh và rời khỏi bệnh viện. Lưu ý cho cô là trong bài phải sử dụng ít nhất là three adverb, ít nhất là phải có 3 cái trạng từ nha. 3 trạng từ. Và cái thì mình dùng sẽ là thì quá khứ đơn. Được chưa con? Rồi bắt đầu Thảo viết cho cô đi. Viết cho cô ha, lưu ý là sẽ sử dụng thì quá khứ đơn nha. À, để xem, I will give you 2 minutes. Cô sẽ cho Thảo 2 phút để viết cái bài này. Bởi vì cái bài này cũng khá là ngắn thôi. Đầu tiên là con đưa ra cái thời gian cho cô. Con tự ra cho cô cái thời gian ha. Thời gian có thể là 2 tháng trước, hay là 1 năm trước, mấy năm trước gì đó. Rồi con bị sốt, con quá mệt, con không thể nào mà đi nổi nữa, đứng dậy nổi nữa. Cô ghi vô hộ con với con. Cô ghi tiếng Việt đúng không? Dạ. Ok. Vậy cô đặt thời gian luôn cho Thảo nha. Hay là Thảo tự đặt thời gian? Câu đầu tiên của cô đó, Thảo làm đi. Viết ra con, Flu. viết, writing, viết chứ không phải là speaking.
Rồi bây giờ cô sẽ sửa từng câu nha. Câu đầu tiên. 3 năm cách đây tôi đã bị sốt. I had a flu, right? I had a fever 3 years ago. I had a fever cũng được, hoặc là I had a flu cũng được ha. I had a fever 3 years ago. I felt very tired and I couldn't go to the hospital on my own. Hoặc là cô không dùng on my own thì cô có thể dùng cái gì khác Thảo? On my own là cái gì cơ? Thay vì dùng on my own. On myself. Đúng rồi. By myself ha. By myself. Rồi. Câu tiếp theo. My parents called an ambulance to take me to the hospital. Very good. Chính xác. Right. After receiving careful care of the doctor and nurses. Câu này đưa ra doctor và nurses làm chủ ngữ cho cô nè. After the doctor and the nurses. Đưa ra làm chủ ngữ cho cô ha. Còn nói cho cô thôi, không cần phải viết cũng được. After, đưa doctor và nurses làm chủ ngữ cho cô. Thảo ơi. Thảo ơi. Con đưa cái doctor và nurses để làm chủ ngữ cho cô. Sau khi mà các bác sĩ và các y tá chăm sóc tôi một cách cẩn thận, như vậy thì mình mới làm xuất hiện được cái adverb được không? Đưa careful ra biến nó là thành adverb. Doctor and nurse carefully care of me very much. Take care ha. After the doctor and the nurses take care. Nhưng mà quan trọng là mình phải chuyển sang quá khứ đúng không? Thì phải là took care of me carefully. Carefully ha, mới xuất hiện được cái adverb. Rồi. Tôi đã hồi phục sau 3 ngày. I recovers after 3 days. This is an unforgettable memory for me. Cái unforgettable con chuyển sang trạng từ cho cô đi. Bởi vì mình chỉ mới có một trạng từ là carefully thôi. Mình mới có một cái trạng từ là carefully và một trạng từ là very thôi, là hai. Còn thiếu một trạng từ nữa bởi vì đây là at least three adverb, ít nhất là ba trạng từ. Chuyển cái unforgettable, đây là một kỷ niệm khó quên. Chuyển cái unforgettable cho cô thành cái adverb trạng từ. Rồi, Thảo chuyển cho cô đi ca. Cái unforgettable chuyển cho cô làm sao cho nó thành cái trạng từ này. Dạ. Yeah. Chuyển cái unforgettable thành trạng từ cho cô. Câu This cuối cùng is... unforgettable memory là sao cô còn hiểu? Ý của cô là mình đang thiếu một cái trạng từ á. Con biến đổi câu cuối cùng cho cô cho nó xuất hiện trạng từ cho cô đi. Trạng từ là sao? Trạng từ là những cái ly hồi nãy, như carefully này nọ đó. À. Very là con... trạng từ nè. Đó, những cái tính từ mình thêm ly vào là mình đổi là thành trạng từ nè. Tính từ thêm ly mình gọi là trạng từ đó.
Vậy làm sao cho cô xuất hiện thêm một trạng từ nữa, bởi vì mới có hai trạng từ, còn thiếu một trạng từ. This is an unforgettable vehicle. Is an unforgettably. Như vậy thì sai ngữ pháp rồi. Đây ha, cô giúp con làm cho nó bị có thành cái trạng từ nha. This is, con có thể dùng chữ this is ha. This is, it is sao? Mình có thể dùng cái this thing hoặc là this story ha. Cái câu chuyện này hoặc là cái việc này. This thing cũng được nè. This thing là sao nữa? This thing was unforgettably, đúng không? Unforgettably. Unforgettably memorable. Xong. Cái việc này thì làm cho tôi khó mà quên được. Unforgettably memorable. Vậy là mình đã xuất hiện được thêm một cái trạng từ nữa là unforgettably, một cách khó quên. Vậy là mình đủ 3 adverb chưa? Đủ chưa? Đủ ba trạng từ chưa? Ba trạng từ đó là gì? Thảo nhắc lại cho cô nè. Thảo ơi, cô nhắc lại cho cô đi, ba trạng từ xuất hiện trong bài mình là ba trạng từ gì? Unforgettably, carefully. Rồi, hai cái, một cái nữa xuất hiện ở câu đầu tiên. Câu thứ hai chứ, cái câu mà I fail quá. Ủa sao con không thấy xuất hiện? Very đó con, very là trạng từ á. Very. Là trạng từ thứ ba, xuất hiện đủ ba cái rồi ha. Very là được gọi là trạng từ á. Yeah. À, nếu như con vẫn chưa hiểu thì con coi lại cho cô cái bảng này nha. Nè, coi lại cho cô cái bảng này. Ba nó thể hiện rõ là trạng từ là những từ nào nè. Tính từ thêm ly vào là mình gọi là trạng từ nè. Extremely nè. Trạng từ nè. Very ở cái dòng thứ ba nè. Thấy không? Very cũng là trạng từ ha. Xem lại cho cô cái bảng này nha. Để mình biết được đâu là trạng từ ha. Ok. Ok. Được chưa Thảo? Yeah. Nếu như chưa hiểu thì xem lại cái bảng này cho cô nha. Rồi. Ok, hôm nay mình học tới đây ha. Bữa sau mình sẽ học tiếp. Và bữa sau cô sẽ hỏi lại coi những cái từ nào là trạng từ đó. Rồi, goodbye, see you again Thảo. Goodbye, see you again. Ok.